Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thực sự phát thanh tổng hợp 17 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Những thông tin chính có trong chương trình hôm nay. Vụ xuân năm 2024, Thanh Hóa có trên 37.000 hecta lúa được sản xuất theo hình thức liên kết gắn với bao tiêu sản phẩm Công tác đảm bảo an toàn cho du khách tại các điểm du lịch suối, thác trên địa bàn Thanh Hóa vẫn chưa thật sự được quan tâm đúng mức. Sẵn sàng cho lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước. Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Mỹ bác cáo buộc lệnh trừng phạt là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay chở Tổng thống Iran. Nga sẽ không tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân nếu Mỹ cũng hành động tương tự. Chiều ngày 21 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc để lấy ý kiến bổ sung, hoàn thiện năm dự thảo các nghị định quy định chi tiết thi hành luật một số điều luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản. Dự hội nghị tại đường cầu Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương đã thảo luận về nội dung của năm dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất động sản nghị định quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản nghị định quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội nghị định về cải tạo xây dựng lại nhà trung cư nghị định quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở đây là các dự thảo do bộ xây dựng chủ trì soạn thảo đối tượng tác động của nghị định là các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản sở hữu phát triển quản lý sử dụng nhà ở tại việt nam các ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện năm dự thảo nghị định theo hướng bảo đảm phù hợp đồng bộ và thống nhất với các luật và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đồng thời sửa đổi bổ sung các quy định chưa phù hợp với thực tiễn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà đánh giá cao nỗ lực cố gắng của các bộ ngành địa phương trong xây dựng góp ý hoàn thiện các văn bản dự thảo quy định chi tiết thi hành các luật trên cơ sở các ý kiến thảo luận Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, địa phương làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn, tính khả thi trong triển khai các điều khoản nghị định, đồng thời ra soát làm rõ phạm vi điều chỉnh của các nghị định đảm bảo tính thực thi của luật khi đi vào cuộc sống. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo theo hướng rút ngắn và rõ ràng về thủ tục đầu tư nhưng không thiếu sót các trình tự thủ tục với mục tiêu tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý, xây dựng một thị trường bất động sản lành mạnh, minh bạch. Ngày 21 tháng 5, Bộ Y tế tổ chức hội nghị toàn quốc về tăng cường công tác đảm bảo, bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm. Hội nghị kết nối từ điểm cầu Bộ Y tế đến các điểm cầu tỉnh, thành phố và các viện chuyên môn của Bộ Y tế. Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong năm tháng đầu năm 2024, cả nước xảy ra 36 vụ ngộ độc thực phẩm với 2.138 người mắc, 6 người tử vong, So với cùng kỳ năm 2023, số vụ và số người tử vong do ngộ độc thực phẩm giảm, tuy nhiên số người mắc tăng hơn 1.000 người. Phân tích về nguyên nhân xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, các đại biểu tham gia hội nghị nhấn mạnh có cả nguyên nhân khách quan như thời tiết nóng ẩm phù hợp cho vi sinh vật gây bệnh phát triển, còn nguyên nhân chủ quan là do sự phối hợp giữa các ban ngành chính quyền địa phương chưa tốt dẫn đến tình trạng các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm vẫn tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm cơ bản đầy đủ nhưng việc kiểm tra đôn đốc, giám sát thực thi các quy định pháp luật tại nhiều nơi, nhiều lúc chưa chặt chẽ. Một số địa phương thiếu nhân lực vật lực cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các địa phương kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh toàn thực phẩm các cấp, ra soát lại quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành thành viên, thực hiện quản lý tốt an toàn thực phẩm, không để các cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoạt động tăng cường thanh tra kiểm tra về cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, giấy phép đăng ký kinh doanh tại cơ sở chế biến thực phẩm, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm các địa phương kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị khi xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm lớn. Ngày 21 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đã họp ban tổ chức để chuẩn bị cho lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước quy mô quốc gia năm 1924 tại Thanh Hóa. Theo kế hoạch, lễ khai mạc chương trình sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 26 tháng 5 tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, với sự tham dự của khoảng 7.000 thanh thiếu nhi, học sinh và nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sự kiện diễn ra với mục đích nhằm đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại, tuyên truyền, vận động trẻ em tích cực tập luyện thể dục thể thao, vui chơi giải trí nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực tầm vóc, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nhân cách, kỹ năng sống, phát triển toàn diện và phòng chống tai nạn thương tích đối nước ở trẻ em. Tại hội nghị, đại diện các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan đã thống nhất các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm đặc biệt là công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực tổ chức khai mạc buổi lễ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau lễ phát động. Hiện công tác tập huấn nghiệp vụ về hướng dẫn tập luyện môn sắp for dance, dân vũ, thể thao và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho thanh thiếu nhi đang diễn ra tích cực, sẵn sàng cho lễ khai mạc sự kiện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Để nâng cao hiệu quả kinh tế tăng thu nhập trên cùng một diện tích trồng lúa, việc liên kết sản xuất lúa theo chuỗi giá trị đang được nhân rộng ở nhiều địa phương. Trong vụ xuân năm 2024, Thanh Hóa có trên 37.000 hecta lúa được sản xuất theo hình thức liên kết gắn với bao tiêu sản phẩm. Bài viết của phóng viên Thanh Tâm. Vụ xuân năm nay, Ông Lê Văn Luật ở thôn Mỹ Thạch xã Quảng Trạch huyện Quảng Sương cùng với 10 hộ dân thành lập nhóm hộ tổ chức sản xuất lúa tập trung với tổng diện tích gần 30 ha bằng giống Hana số 7, trong đó hộ ít khoảng 1,5 ha, hộ nhiều trên 5 ha. Phần lớn diện tích được thuê lại từ các hộ không có nhu cầu sản xuất. Việc sản xuất khá thuận lợi khi nhóm liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống Hana Thanh Hóa. Ông Lê Văn Luật, thôn Mỹ Trạch xã Quảng Trạch huyện Quảng Sương phấn khởi nói. giữa nhà liên kết với người nông dân là thống nhất với nhau cái nhất là đưa những cái loại giống tốt giống đặt năng suất cao thứ hai nữa là tiêu thụ ở trên thị trường là nó nó đang 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 là những cái người ta đang có nhu cầu cao giá cả cũng được hai nữa là chúng tôi thu hoạch nó nhanh gọn thì người nông dân cảm thấy coi như chúng tôi lợi nhuận cao là chúng tôi thấy rất là phấn khởi trong quá trình sản xuất Công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống Hana Thanh Hóa hỗ trợ bà con cung ứng chậm trả giống, vật tư nông nghiệp, chuyển giao quy trình kỹ thuật canh tác và chỉ trừ chi phí đầu vào khi công ty thu mua sản phẩm cuối vụ. Đến nay, lúa đang trong thu hoạch, năng suất đạt khoảng 88 ha. Vụ xuân này, công ty đã liên kết sản xuất trên 250 ha lúa tại nhiều địa phương trong tỉnh. Ông Nguyễn Ngọc Hàn, giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống Hana Thanh Hóa cho biết. Công ty sản phố kết hợp cùng với các cái tập đoàn mà thu mua lớn ở trong cả nước để mà đáp ứng được cái nhu cầu làm sao đó là có bao nhiêu diện tích mà công ty sản xuất ra thì là được là tất cả các cái tập đoàn lớn đều ở cùng với lại công ty để thu mua lại toàn bộ cái sản phẩm mà bà con nông dân đã làm ra. Với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhóm hộ, vụ xuân năm nay, Thanh Hóa có trên 37.000 ha trong tổng số hơn 114.000 ha lúa xuân được liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm không chỉ ở các huyện có diện tích trồng lúa lớn, việc liên kết còn được mở rộng ở các huyện miền núi. Việc liên kết sản xuất tập trung được quy hoạch vùng và sản xuất cùng giống, cùng trà, cùng quy trình chăm sóc, tạo ra lượng sản phẩm hàng hóa lớn, lại tiết kiệm chi phí sản xuất. Các mô hình đều cho giá trị thu nhập cao hơn 1,3 lần trở lên trên cùng một đơn vị diện tích so với sản xuất lúa đại trà. Ông Hàn Văn Huyên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Như Thanh cho biết. Từ khi liên kết đấy thì các doanh nghiệp cũng đã chủ động À, rồi bà con nhân dân cũng chủ động cái việc là trong cái việc thu hoạch cái thứ hai nữa là cái giá thành ổn định cái thứ ba nữa là à, nhân dân không phải phơi và không phải bảo quản đấy, cái đấy thì cái rất hợp tình và tạo cho nhân dân sau này cái việc mà à, gặt trồng là có thể bố trí được à, đi làm cái công việc khác hiện nay nhu cầu chế biến lúa gạo của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khá lớn dư địa mở rộng diện tích liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ còn nhiều Việc xây dựng các vùng sản xuất lúa hàng hóa, lúa chất lượng cao, lúa nếp đảm bảo sản phẩm theo nhu cầu của doanh nghiệp để tăng hiệu quả liên kết cũng chính là định hướng của ngành nông nghiệp Thanh Hóa nhằm nâng cao giá trị trong sản xuất lúa gạo. Những tháng đầu năm 2024, hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng tích cực. Số lượng đơn hàng tăng, thị trường tiêu thụ được mở rộng là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tiêu thụ công nghiệp, ngành nghề nông thôn tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, có phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Những ngày này, không khí lao động tại làng nghề sản xuất nước mắm do xuyên ba làng, thị xã Nghi Sơn rất khẩn trương nhộn nhịp. Thời điểm này, lượng đơn hàng của nhiều đơn vị đã tăng khoảng 20% đến 30% so với cùng kỳ năm trước. Đó là bởi các doanh nghiệp của làng nghề chủ động đầu tư ứng dụng công nghệ và cải tiến mẫu mã, nhiều sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đạt chứng nhận ô và được người tiêu dùng ưa chuộng. Ông Nguyễn Văn Tuyến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Ba Làng và ông Dương Văn Tác, chủ cơ sở sản xuất nước mắm Tác Huy phấn khởi chia sẻ. Lượng đơn hàng mới ở hiện tại bây giờ đang tăng 30% so với thường kỳ. Để đẩy mạnh cái hiện tại dụ thì đang còn thực hiện được các cái chiến dịch này. Ví dụ như marketing, rồi cũng đẩy mạnh về cái thương hiệu và cái chất lượng rồi tạo hình ảnh đến kết nối với lại các cái đoàn du lịch và về để tỉnh thanh hóa mình thì qua đó thì mọi người biết đến Đây là các sản phẩm hiện nay tăng thị trường rất nhanh và năm nay là doanh nghiệp chúng tôi phấn đấu sẽ tăng khoảng tăng trưởng khoảng 100% nữa tức là nó phải gấp đôi năm ngoái và thúc đẩy quảng bá thị trường cũng như là nâng cao chất lượng trên thị trường hiện nay và đáp ứng cái nhu cầu cho bà con. Tỉnh Thanh Hóa hiện có 116 làng nghề công nghiệp tiểu thủ công nghiệp với hàng nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh ngành nghề nông thôn đang hoạt động. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã chủ động ứng dụng công nghệ trong các khâu sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm ô cốp, đồng thời cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm gắn với việc xây dựng thương hiệu, mở rộng các kênh phân phối bán hàng qua sàn thương mại điện tử. Như vậy, sản phẩm là nghề truyền thống ngày càng tiêu thụ ổn định, nhất là các sản phẩm ô cốp. Bà Nguyễn Thanh Hà, chủ cơ sở sản xuất rượu sim rừng Bảo An cho biết. Từ đầu năm đến nay thì sản lượng tiêu thụ của chúng tôi thì tới tay khách hàng tăng khoảng 50% so với những năm trước. Chúng tôi thường xuyên nghiên cứu ra các cái dòng sản phẩm mới. Cùng với đó là chúng tôi đã sử dụng các cái nền tảng như mạng xã hội như là Facebook, TikTok, Zalo, YouTube để quảng bá sản phẩm, đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất. Theo ông Hoàng Văn Nam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Thảo Mộc, lượng tiêu thụ đầu năm tăng lên nên công ty đang tập trung xúc tiến vào điểm du lịch để gia tăng tiêu thụ sản phẩm. Cái 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 lượng tiêu thụ đầu năm nay thì nó tăng đến khoảng độ gần 2 lần nếu so với năm ngoái. Nếu như so với cái quý đầu năm này thì cái năm nay thì cũng mở rộng với cái quy mô hơn Đấy, về số lượng cửa hàng, đấy, số lượng địa điểm và đặc biệt là cái giai đoạn mà mùa hè này ấy, thì cũng tập trung xúc tiến vào các cái điểm du lịch đấy, thì để gia tăng cái sản lượng hơn. Những kết quả này thêm một lần nữa khẳng định địa phương nào, doanh nghiệp nào chủ động hấp thụ các chính sách khuyến công, trợ lực cho phát triển thì đơn vị ấy nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường bằng các sản phẩm chất lượng được người tiêu dùng ưa chuộng. Hơn nữa, sự phát triển của hoạt động tiểu thủ công nghiệp ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng công nghiệp đạt 14,9% trở lên trong năm 2024 này. Thưa quý vị và các bạn, khởi động cùng mùa du lịch, các đơn vị chủ thể sản xuất sản phẩm ô cốp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang tập trung đẩy mạnh sản xuất hàng hóa để cung ứng cho thị trường. Không chỉ đầu tư nâng cao chất lượng, các chủ thể sản xuất còn quan tâm đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm theo hướng làm quà tặng cho khách du lịch gần một tháng nay cơ sở sản xuất cơm cháy ánh dương huyện thiệu hóa phải tăng ca, nâng công suất lên gấp đôi so với ngày thường để cung ứng cho các điểm du lịch. Đồng thời đa dạng hóa sản phẩm với nhiều mức giá khác nhau để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Hiện nay sản phẩm của cơ sở đã được bày bán tại một số cửa hàng thuộc các điểm du lịch hải tiến, sầm sơn và một số tỉnh phía nam. Bà Nguyễn Thị Vân, cơ sở sản xuất cơm cháy ánh dương chia sẻ. Từ khi sản phẩm cơm cháy ánh dương của chúng tôi đã đạt ô cốt thì uh, trên thị trường thì khách hàng cũng tiêu thụ nhiều hơn và tin cậy đến sản phẩm tốt hơn nên là chúng tôi đã thuê thêm nhân công gấp đôi ạ trước chúng tôi là thuê 15 người nhưng nay chúng tôi là gần 40 người ạ. Tỉnh Thanh Hóa hiện có 485 sản phẩm ô cốp trong đó có đến 75% sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm thủ công mỹ nghệ và thảo dược có thể làm quà tặng cho khách du lịch. Do vậy ngay khi bước vào mùa du lịch các doanh nghiệp, hợp tác xã cơ sở sản xuất hộ gia đình đã nâng công suất nhằm đảm bảo số lượng hàng hóa cung ứng cho thị trường. Anh Lê Trương Trường, cơ sở sản xuất đông trùng hạ thảo, xã Hà Hải, huyện Hoàng Hóa cho biết. Mùa du lịch năm nay ở Hải Tiến thì bên cơ sở cũng trang bị lại cái mẫu mã, mẫu mã tem nhãn mát đẹp hơn. Về hình thức sản phẩm thì đã đa dạng hóa sản phẩm, như là đông trùng hạ thảo khô, tươi, ngâm mật ong, ngâm rượu rồi đưa ra các nhà hàng khách sạn để trưng bày quảng cáo cơ sở cũng đã đầu tư nhiều nhiều sản phẩm và cũng sản xuất ra hàng loạt để đáp ứng được nhu cầu của của mùa du lịch cùng với tăng sản lượng các cơ sở sản xuất còn chú trọng đổi mới mẫu mã sản phẩm làm phong phú các mặt hàng tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm ô cốp của thanh hóa đáp ứng thị hiếu khách hàng các chủ thể sản xuất còn chủ động kết nối với các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh để mở rộng thị trường quảng bá sản phẩm. Ông Trương Quốc Thắng, cơ sở nem chua sinh tuyến, thành phố Thanh Hóa vẫn khởi nói. Sản phẩm ô cốp của nem chua sinh tuyến là được cái thương hiệu và khách hàng ghi nhận. Mặc dù lượng khách du lịch rất là đông phải mua nem chua, nhưng mà cơ sở nem chua sinh tuyến vẫn luôn luôn giữ cái giá ổn định như ngày bình thường để đảm bảo được cái uy tín và cái chất lượng cho khách hàng tiêu dùng với nhiều mặt hàng khác nhau, sản phẩm ô cốp của Thanh Hóa đã làm phong phú thị trường hàng hóa phục vụ mùa du lịch năm nay, giúp người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn. Ngay từ đầu mùa hè, một số địa phương có các điểm du lịch trong tỉnh đã tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại. Đây cũng được xem là cơ hội để quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa sản phẩm ô cốp Thanh Hóa vươn xa hơn. Mùa hè về, loại hình du lịch sinh thái gần với tắm suối, thác đang thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm việc chủ động giải pháp đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch cần phải được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên thời sự, tại một vài điểm suối thác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, công tác đảm bảo an toàn cho du khách vẫn chưa thật sự được quan tâm đúng mức. Ghi nhận của phóng viên Hương Quỳnh. Thác Đồng Quan thuộc xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, thời điểm hiện tại ở thác chỉ có một bảo vệ làm nhiệm vụ bán vé, chỉ xuất hiện khi có khách. Còn lại, từ vị trí bán vé cho tới chân thác khoảng 500 mét, và toàn bộ khu vực thác đều không có nhân viên giám sát đảm bảo an toàn cho du khách. Trong khi đó khu vực thác Đồng Quan không có hệ thống camera giám sát, lan can bảo vệ đổ gãy, không có biển cảnh báo khu vực nước sâu, không có bất kỳ nội quy thông báo nào dành cho du khách khi tắm thác. Bà Nguyễn Thị Hường, chủ ký út bán hàng tại thác Đồng Quan xã Hoa Quỳ, huyện Như Xuân cho biết ngày 30 thì đông lắm. Mấy ngày đó là cũng ba người dưới kia, ba người ở đây. Còn... Không, và... ừ. không, trên thác thì không phải quản lý trên đó. Nhưng mà trên đấy thì có hệ thống thì lý có mấy người ở đây hai người một bác bảo vệ với một cô đây nhưng ở đây thì hôm cô cũng trái lại một số địa phương khác trong tỉnh xem công tác đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan trải nghiệm tại các điểm du lịch suối thác là yếu tố đặt lên hàng đầu sau đó các yếu tố về con người cơ sở vật chất nội quy quy định để đảm bảo an toàn tại những khu vực này đều được lên kế hoạch và thực hiện nghiêm túc kể cả trong thời gian cao điểm hay lúc vắng khách. Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn An, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành nói. Đối với điểm du lịch Thác Mây thì địa phương đã có ban hành quy chế, chuẩn bị các trang thiết bị lập tổ an toàn, đảm bảo thường xuyên là thức trực, chuẩn bị các trang thiết bị phao bơi áo tắm cho khách đảm bảo về đến với thác Mây là thấy độ an toàn. Có dọc bờ sông ngang thì là một cái dòng sông rất là đẹp. À, một số hộ kinh doanh người ta đã cũng là tự làm kinh doanh nhưng mà trong cái đấy thì chúng tôi hàng năm cũng là kiểm tra giả soát và hộ cam kết yêu cầu là trang bị đầy đủ áo phao, bè mảng rồi cái đội có người trực để đảm bảo an toàn cho khách. Đối với nhiều du khách, vào những ngày nắng nóng tìm đến các điểm du lịch suối thác để vui chơi là một điều tất yếu. Tuy nhiên, không phải cứ điểm du lịch suối thác nào mát mẻ cũng có thể lựa chọn. Với họ, cây yếu tố đảm bảo an toàn tại đây mới là điều quyết định. Anh Nguyễn Văn Viện, du khách huyện Thạch Thành chia sẻ. Tôi cứ cuối tuần cho các cháu đi chơi, đi tắm suối. Với lại dịch vụ ở đây là thấy mát mẻ, trong sạch, thoải mái, rồi áo à, phao, áo phước đàng hoàng, các cháu tắm, à, bơi lội, mặc áo à, phao toàn bộ hết. ở đây có um, bảo vệ các cháu chơi tắm theo các thứ nữa. với lại mình à, đến đây à, mình đi chơi là cũng phải à, để ý các con. Có thể thấy để thu hút du lịch, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, đa dạng sản phẩm du lịch, thì việc đảm bảo các yếu tố an toàn cho du khách khi tham quan trải nghiệm tại suối thác cũng là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu. Điều này cũng cần được thực hiện đồng bộ tại tất cả các vị trí suối thác khi phát triển du lịch. Về phía ngành chức năng cũng cần quan tâm kiểm tra giám sát thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh khi có dấu hiệu vi phạm. Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, đồng thời xác định đây là khâu then chốt của then chốt và là chìa khóa cho phát triển. Đến nay, tổ chức bộ máy ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã được kiện toàn theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, chú trọng hiệu quả hoạt động, Cùng với đó, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 2.000 người làm việc trực tiếp trong lĩnh vực văn hóa, cùng với đó là 498 văn nghệ sĩ và cùng hàng chục nghìn cộng tác viên thường xuyên ở cơ sở, Đứng trước yêu cầu thực tiễn, thời gian tới tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 2014 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã đề ra. Trong đó, tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp về đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn hóa theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giảng dạy các chuyên ngành văn hóa, có tính chất phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh cán bộ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, trọng dụng người có tài, có đức, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực văn hóa đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp văn hóa trong tình hình mới. Về ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công điện số 09 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó đến ngày 9 tháng 5 Năm 2024, cả tỉnh đã giải ngân được 3.648,2 tỷ đồng vốn đầu tư công bằng 28,4% kế hoạch. Đứng thứ 12 về tỷ lệ giải ngân vốn nhanh trong 63 tỉnh, thành phố, có 12 chủ đầu tư địa phương giải ngân đạt từ 50% kế hoạch vốn trở lên. Tuy nhiên, cả tỉnh vẫn còn 501.139 triệu đồng vốn năm 2024 do tỉnh quản lý, bao gồm cả vốn năm 2022 và năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024. Chưa được giao kế hoạch chi tiết đến danh mục và mức vốn từng dự án một số nguồn vốn giải ngân rất chậm so với kế hoạch. Qua đó, để phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, bao gồm cả vốn năm 2022, năm 2023 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024, đạt 100% kế hoạch trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 người đứng đầu các đơn vị địa phương được giao quản lý sử dụng vốn đầu tư công phải xác định việc đôn đốc tiến độ thực hiện và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu tập trung ưu tiên lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện trường hợp tiến độ giải ngân vốn năm 2024 chậm so với quy định cá nhân người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ủy ban dân tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hiện nay, phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia không chỉ là nhiệm vụ của các nhà trường và ngành giáo dục mà đã được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân quan tâm thực hiện ủng hộ. Nhiều xã phường thị trấn trong tỉnh đã quan tâm mở rộng khuôn viên, tăng quỹ đất cho các nhà trường đáp ứng yêu cầu trường chuẩn. Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo, hết học kỳ 1 năm học 2023-2024, toàn tỉnh có mươi sáu trên mươi một trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 85,11%, trong đó cấp mầm non có 575 trên 676 trường, đạt tỷ lệ 85,06%. Tiểu học 534 trên 594 trường, đạt tỷ lệ 89,90%. Trung học cơ sở 519 trên 609 trường, đạt tỷ lệ 85,22%. Trung học phổ thông 58 trên 102 trường đạt tỷ lệ 56,86%. Tuy nhiên, đánh giá từ thực tiễn cũng cho thấy công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế, đó là tình trạng thiếu giáo viên chưa được giải quyết dứt điểm, ngân sách đầu tư của nhiều địa phương còn hạn chế, trong khi công tác xã hội hóa gặp nhiều khó khăn. Điều này đòi hỏi các nhà trường cần tiếp tục quan tâm duy trì, củng cố, huy động các nguồn lực cho mục tiêu xây dựng trường chuẩn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước. Ngày 21 tháng 5, huyện Triệu Sơn Đất tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2023-2024. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục huyện Triệu Sơn đã nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn, từng bước đạt được những thành tích đáng khích lệ. Nổi bật là cấp trung học cơ sở tăng 4 bậc so với năm học trước và vươn lên xếp thứ tư toàn tỉnh, khẳng định vị trí tốt đầu toàn tỉnh trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Triệu Sơn đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban dân huyện trao tặng giấy khen cho 9 tổ giáo viên cốt cán trung học cơ sở dạy đội tuyển học sinh giỏi huyện, 114 giáo viên và 231 học sinh đã đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024. Các doanh nghiệp đã trao thưởng cho các tổ giáo viên cốt cán trung học cơ sở dạy đội tuyển học sinh giỏi huyện trong năm học 2023-2024. Ngày 21 tháng 5 tại huyện Bình Lộc, công ty điện lực Thanh Hóa phối hợp với trường Trung học phổ thông Tống Duy Tân tổ chức chương trình tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, an toàn phòng chống cháy nổ, phòng ngừa tai nạn điện trong dân. Tại chương trình, giáo viên và hơn 700 em học sinh trường trò phổ thông Tống Duy Tân đã được cán bộ phòng an toàn công ty điện lực thanh hóa phổ biến, truyền đạt nhiều nội dung bổ ích trong việc sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là vào mùa nắng nóng như lựa chọn sử dụng các thiết bị điện thông minh, tiết kiệm điện, thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị điện, sử dụng điều hòa một cách hợp lý, hạn chế sử dụng các thiết bị điện trong khung giờ cao điểm, ngừng cấm điện các thiết bị không sử dụng cùng với đó là nội dung về công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao cao áp, kỹ năng thoát nạn khi gặp sự cố mất an toàn về điện ở nhà và trường học, những hiểm họa khi thả diều dưới đường dây điện gần chạm điện. Điện lực Thanh Hóa còn tổ chức phát cuốn cẩm năng an toàn điện hướng dẫn tuyên truyền về an toàn, tiết kiệm điện trong nhà trường là chương trình bổ ích thiết thực, góp phần hình thành những thói quen tốt và ý thức tiết kiệm cho các em học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Với những Kiến thức có được tại chương trình, mỗi em học sinh cũng sẽ là những tuyên truyền viên góp phần vận động người thân, cộng đồng, chung tay sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Thời gian qua, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên khoáng sản, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn nổi lên tình trạng xả tải gây ô nhiễm môi trường, vi phạm các quy định về thu gom lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác tài nguyên khoáng sản, cát đất trái phép trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát môi trường Thanh Hóa đã phát hiện hơn 500 vụ vi phạm, khởi tố hình sự 7 vụ và xử phạt hành chính 497 trường hợp với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm trên lĩnh vực môi trường, thời gian qua, lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa đấu tranh, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường bên cạnh đó chủ động phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tăng cường công tác kiểm tra giám sát và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật qua công tác kiểm tra cư trú trên địa bàn, Công an phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa đã phát hiện Trần Gia Trung sinh năm 1998 ở xã Minh Nghĩa, huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa đang sản xuất bằng tốt nghiệp đại học cao đẳng giả tại một căn hộ thuộc chung cư Xuân Mai. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 3 máy in khác laser, các loại 3 bảng điểm và 10 bằng tốt nghiệp có chữ ký và đóng hình dấu các trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Hải Phòng, Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, Bộ Công Thương. 600 tem bảy màu in chữ Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, các con dấu giả của các trường đại học nói trên và hàng loạt hồ sơ của cá nhân. Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, Công an phường Đông Hải đã phù hợp với đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Thanh Hóa bắt và khám xét nơi ở của hai đối tượng khác trong đường dây làm giả văn bằng chứng nhì cho Trần Gia Trung cầm đầu, gồm Ngô Xuân Linh, sinh năm 1992 ở thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống và Cao Thanh Lâm sinh năm 1992 ở Giang Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc sản xuất văn bằng chứng chỉ giả. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 11 năm 2023, Trần Gia Trung và Ngô Xuân Linh đã thuê một phòng ở chung cư Xuân Mai, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, sau đó rủ thêm Cao Thanh Lâm để cùng nhau làm các loại tài liệu giả nhằm mục đích bán kiếm lời. Để thực hiện hành vi của mình, Linh và Trung đã đặt mua các loại máy in, máy photo phục vụ cho việc làm giả tài liệu. Còn Cao Thanh Lâm là người chạy quảng cáo, tìm khách hàng và giao bán với giá từ khoảng 2 đến 4 triệu đồng tùy theo từng loại tài liệu giả. Hiện công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba đối tượng nói trên về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Thực hiện chỉ ảo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc xây dựng mô hình hiến máu tình nguyện và câu lạc bộ ngân hàng máu sống, công an huyện Ngọc Lặc đã tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ hiến máu tình nguyện giọt hồng an ninh. Tham gia câu lạc bộ hiến máu tình nguyện giọt hồng an ninh có 111 thành viên, nòng cốt là cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên công an huyện và công an các xã, thị trấn trên địa bàn. Câu lạc bộ hoạt động trên tinh thần tự nguyện. Các tình nguyện viên trong câu lạc bộ vừa là lực lượng nòng cốt trong các cuộc vận động hiến máu tình nguyện, vừa sẵn sàng tiếp ứng tham gia hiến máu đột xuất cứu người trong những tình huống khẩn cấp xác định hiến máu tình nguyện vừa là nghĩa cử cao đẹp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại vừa thể hiện tính nhân văn tinh thần trách nhiệm với cộng đồng phong trào hiến máu tình nguyện của công an huyện Ngọc Lặc đã ngày càng lan tỏa và thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia với nhiều hoạt động phong phú cụ thể thiết thực trung bình mỗi năm cán bộ chiến sĩ công an huyện Ngọc Lặc đã hiến hàng chục đơn vị máu để cứu người qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ công an huyện Ngọc Lặc đối với sức khỏe cộng đồng với nhân dân quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế